mấy cái xe 50 này bây giờ mà đi mua xe mới thì cũng khoảng 15, 10, không, 17, 16, 17 triệu. Chưa có giấy tờ. Mà sao xe ga này hơi lớn nha. Vậy là hạ garanti xuống xíu nha anh chị. Mà máy thì bảo đảm là im ru à. Mấy cái xe này bây giờ mà mua cho mấy em học sinh đi học mà mua mấy xe mới á, chạy thời gian ngắn à, 1-2 năm rồi cái mình bán là cái lỗ hơi bị uổng. Lựa chọn mấy xe cũ như này nè, rồi cái chạy được thời gian ngắn rồi cái bán lại cái đỡ lỗ của anh chị nha. Đặc biệt là những cái dòng SQM Angela này nè, Angela hay Elegant nào đó thì máy rất là im. Có đây là máy 100 luôn nha, em nhầm rồi, máy 100 luôn. Vậy thì mua nó mấy cái dòng mà 100 thường giá nó lại rẻ hơn những cái dòng 50 nữa. Thì cái này á thì mua về đi làm đi cày bừa là cực kỳ là hợp lý luôn nha mọi người ha. Máy cực kỳ là bền luôn. Rồi, Ngô Nguyễn em xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn đang theo dõi kênh YouTube Ngô Nguyễn của em nha. Hôm nay thì em lâu lâu mới phát trực tiếp chứ thường là quay video up lại không à. Lâu lâu mới phát trực tiếp tại hôm nay bên cửa hàng xe máy Trần Sơn cho anh chị các bạn mình nè. Giờ mình nói sơ về hướng đi ha, tí xíu vào trong gặp anh chủ cửa hàng đi, anh sẽ hướng dẫn cho mọi người về cái địa chỉ được cụ thể hơn. Hướng bên phải này anh chị, mình hãy đi ra về hướng của chợ Giang 1 á, hoặc đi hướng đi ra dòng Sen Phú nè, rồi ngã ba cây đẹp rồi đó, là từ hướng đó vẫn được nha tất cả anh chị nha. Còn hướng ngược lại của mình ở đây nè, đi về hướng của cầu vượt Sóng Thần, cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức, hoặc gần nhất đó là trung tâm hành chính Giang có vài trăm mét thôi. Còn đối diện ở đây là một cái đường ray xe lửa nè anh chị, đối diện với cái đường ray xe lửa nha. Giờ mời tất cả mọi người mình vào trong cửa hàng để gặp anh chủ nha, để anh báo giá cùng với tất cả anh em mình luôn. Xe cộ bên ngoài là mấy cái dòng xe tầm thấp thấp tiền á, bên trong đây là những cái dòng Winner Ad Tycoon là cũng có nè. Ơi em chào anh. Chào. Rồi chào anh. Dạ. Rồi anh giới thiệu cửa hàng mình cho mọi người nha. Đầu tiên thì do em Sơn sẽ gửi lời chào tới quý vị khán giả ha. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và cũng vào xem video của Ngố, theo dõi Ngố trong thời gian qua. Thì hôm nay cũng nhờ Ngố qua để phát với báo giá một số dòng xe giá tầm trung á. Dạ. Cho bà con vừa đi làm vừa đi chơi. Thì em là cửa hàng Trần Sơn, địa chỉ là số 227 đường Nguyễn Tri Phương, Nhị Đồng, Dị An, Bình Dương. Yeah. Thì bên tay trái á, thì đi về hướng cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt Sóng Thần. Bên tay phải á, thì đi về chợ Dị An 1. Còn kế bên gần xanh gần đỏ đây là trung tâm hành chính Dị An. Yeah. Ngay đường xanh gần đỏ Nguyễn Tri Phương á, chạy qua thì tầm 50m là tới cửa hàng rồi. Yeah. Đối diện cửa hàng là đường ray xe lửa. Yeah, đường Nguyễn Tri Phương chỉ có cửa hàng mình là đứng đối diện với lại cái đường ray thôi. Yeah. Thì cũng như quy trình thì bên em cũng có bảo hành này, cũng trả góp, không bao nợ xấu nha. Dạ. Nhưng mà vẫn có nợ hỗ trợ nợ xấu và yêu cầu là phải trả đủ 80%. Dạ. Ví dụ như xe 10 triệu trả 8 triệu có thể cho thiếu được 2 triệu. Ừ. Dạ. Đó, vậy thôi chứ còn nợ xấu thì cũng không có ngân hàng nào dám đầu tư nữa đâu. Dạ. Thì bảo hành thì em sẽ bảo hành tất cả các xe hãng từ 2 tháng đến 2 năm tùy theo giá trị của xe. Đó. Rồi ok anh, rồi ship xe đồ này kia mình cũng đầy đủ hết luôn phải không anh? Anh em hỗ trợ ship toàn quốc luôn. Dạ. Thì kể cả Hà Nội tất cả. Yeah. Thì, ví dụ cái khu vực mình lân cận á, miền Tây rồi Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh gì á thì em sẽ bao ship. Yeah. Yêu cầu là xe giá trị trên 10 triệu nhá thì sẽ bao ship. Okay. Còn về miền Bắc thì em sẽ hỗ trợ 50% phí ship. Yeah. Cũng xe trên 10 triệu luôn. Ok anh, giờ hôm nay trong cái livestream này anh em mình bắt đầu từ đâu trước cho mọi người đây anh? Đi từ ngoài trước đi. Ok, đây mời anh chị các bạn mình trở ngược ra phía ngoài nha. Anh chị các bạn cô chú nào mà mình muốn mua xe hay muốn tham khảo kỹ hơn thì liên hệ về hai số điện thoại em có ghim trong cái phần tiêu đề cũng như là cái phần trò chuyện trực tiếp, đó là 0379 665 479 hoặc một số thứ hai là 0329 501919 nha mọi người ha. Hai số này đều có Zalo đầy đủ phải không anh? Đúng rồi, hai số đều có Zalo. Yeah. Thì mọi người quan tâm xe nào thì cứ chụp màn hình cái like này lại, sau đó là em sẽ gửi hình chi tiết cho mình, quay video trực tiếp nổ máy. Okay. Và em nhận ship xe yêu cầu cọc từ 1 đến 2 triệu nha. Yeah. Thì mới ship đi được. Rồi giờ đầu clip nhờ anh giới thiệu giùm em con Mio Classico đi, biển 38 Hà Tĩnh nè. Gần ngoài là khá ok. Dạ. Thì máy lướt êm nha. Con này đời mấy anh? Con này 2009. 2009. Giờ máy móc là mình có làm gì chưa anh? Máy êm, máy làm rồi. Máy có làm máy rồi. Máy thì hiện tại là bao im thôi, máy làm móc là có làm. Giờ ngoài là có xử lý đẹp lại cho anh chị các bạn luôn nè ha. Cái này là phù hợp với lại những chị em phụ nữ bùa bùa nhỏ nhỏ con rồi đó, là chạy cực kỳ tiện dụng luôn. Đây là xe của Yamaha, xe Nhật nha. Giờ giá mình để ra là bao nhiêu anh? Thì 8.8 triệu mà hôm nay em bớt 200 đi. Dạ. 8.8 triệu bớt 200 lại là còn 8.6 triệu nha mọi người ha. Giấy tờ là nghiêm chỉnh ok hết không anh? Giấy tờ đầy đủ nha. Dạ. Thì mình là cửa hàng cho nên là không có xe không giấy, tất cả xe pháp lý đều là kia là rõ ràng hết nha mọi người.
ok hết nha. Rồi tiếp theo là con quay RS này đi anh. Con này là quay liên danh. Dạ. Yeah. Con này để với giá là 5 triệu rưỡi nha bà con. 5 triệu rưỡi. Con này là máy móc êm, máy bánh mâm nha. Dạ. Yeah. 5 triệu rưỡi anh chị nha, co lên bánh mâm. 5 triệu rưỡi anh. Dạ. Cái này 5 triệu rưỡi. Cái này. Cái này 5 triệu rưỡi. Mình vào trong, mình bắt đầu từ bên trong ra nha mọi người. Đứng qua đây để cho khách lựa chọn cho nó dễ. Rồi, vào đây anh em. Trong đây thì cũng còn nhiều lắm nè. NVX, AB, Noza, AB đầu bò. Rồi bà con cho em Sơn cáo lỗi nhá. Tại khách vào cũng hơn nào chứ. Dạ. Em chuyển về live với trong. Rồi. Thì mình live từ trong cùng ra đi. Trời ơi, cái chiếc quay gì mà màu hồng cực kỳ dễ thương người ta. Màu hồng thủy chung. Thì con này là khách nó báo với mình là bọc tem từ lúc mới mua luôn. Dạ. Anh chùm. Màu trong là màu vàng đồng nha. Ờ đó, nó đẹp kìa. Thì cái này là bán sẽ bao luôn nha, bao trong áo đẹp. Mọi người có, nếu mà thích màu này thì lấy còn, còn không thích thì lột keo, không đẹp em xử lý hoặc là mình không lấy cũng được. Bên trong của nó là hiện tại màu gì anh? Màu đen vàng đồng. Đen à đen. Đồng á, màu màu vàng đồng á. Dạ, vàng đồng ha, rồi. Thì cái này là khách nữ đi cho nên là họ đánh cái thì can này lên. Giá màu hồng cực kỳ đẹp luôn. Cái này thì cho những anh chị anh em hay là bạn nào, đặc biệt là phái nữ nha, thích màu hồng đẹp như này thì liên hệ về cho anh Sơn. Số điện thoại có để màn hình. Con này em thấy là có lên cặp bánh mâm nè. Đúng rồi, mâm, mâm này là mâm đùm nha anh chị ha. Biển số là Nghệ An 37H1 35896 nha. Máy móc rồi riêng hết không anh? Máy móc nguyên zin luôn. Giá cả giờ anh để giá sao? Con này để giá với giá là 12 năm nha. 12 2019. Em nổ máy cái được không? Ok. Đó là anh. Bình hiểu. Không có đạt của mình phải. Bình hiểu là anh em. Cái này mua là bình bông này kia. Đó, đó, đó. Ngọt quá. Mồi mồi nó lên mà máy im ru mọi người không? Mình yếu à, thôi chịu khó đi. Máy đi em, để em đạp cho phát. Đạp luôn phải không? Trời rồi, ok. Nghe tiếng máy chứ để. Máy dòng này là nói chung là không có cái gì mà mình phải lo nghĩ nhiều đâu. Đó. Tại mình yếu rồi, vừa rớt dép là nổ. Đó, xe dừng cửa hàng lâu lâu với nổ mà đạp cái một. Đó, lên thì mọi người biết xe chất cửa nào. Con này có chứng minh chủ đầy đủ nha. Cái màu nhìn cũng đã ghê vậy nha. Khách hàng mà muốn ra tên nào nãy kia là mình bên mình có hỗ trợ, có hỗ trợ hết luôn. Dạ, vô tư với vấn đề đó phải không? Quan trọng là chi phí là anh chị mình mua là phải chịu nha, đó là rõ ràng chi phí người mua. Dạ rồi, ok, giá mình để là 12 năm. 12 triệu 500. Cái này góp là có phải trả trước không anh? Nếu mà theo cần ok, không cần trả trước cũng được. Rồi kế bên giờ anh em mình qua tới chiếc quay RS nha hen. Con này là máy móc nguyên zin nha, của thành phố. Hình như là có dọn rồi hết rồi phải không anh? Có dàn ngoài là dọn. Dạ. Lốp thay mới này. À. Cầm liền thay mới, cầm liền hãng nha, không phải cầm đường ngoài nha. Nói chung mà dàn chân rồi này kia cũng ok lắm anh em nha. Cũng đẹp ok lắm. Cũng dọn mới lại cho mọi người hết rồi. Rồi, mấy cái này dọn lại thôi. Nổ máy không? Nổ luôn đi. Được không? Được nổ luôn. Sao kỳ à? Sao bình yếu nữa rồi? Cái cứ nổ này ba xong. Máy móc được làm gì không anh? Máy móc nguyên zin nha, đồ nồi chưa chạm. Máy riêng. Giá giờ mình để con này là bao nhiêu anh? 11 triệu 8 nha. 11 triệu 800, biển 59X1 12815. Đó là để anh Sơn đánh ra sao đi, có con nào nổ được anh đạp cái. Máy móc riêng luôn phải không anh? Máy móc riêng em luôn. Rồi anh có bảo hành bảo đảm gì máy để cho anh em mình yên tâm sử dụng con không? Con này em bảo hành máy 1 năm. 1 năm luôn. Đấy, xe mà đi 15 năm rồi mà bây giờ mình bảo hành máy 1 năm là biết xe chất rồi đó. Chào anh Chức Dương nha. Hiện tại anh hỏi là bên mình có ẹt màu càng không á anh? Ẹt 1000 á. Ẹt 1 càng á. Ẹt ẹt công tự động á. À không, ẹt không, ẹt 1 càng chứ. Đúng rồi, 1 càng thì em nói. Sao mình nghe thành 1000? Nghe cái thứ hay sao thì sao? Ẹt 1 càng chứ. Mình nghe nó lạ lạ. Dạ. Yeah. Có khi nào em nói lộn không, để em nghe lại. Rồi, do này giá con này anh để nhiêu? Con này để giá 11.8 nha. Rồi, ok anh, 11.800. Trên 10 triệu là bao ship cho mọi người rồi nha. Anh chị các bạn nào quan tâm thì liên hệ về cửa hàng nha, 0379 665 479 hoặc là 0329501919 nha anh chị. Còn đây là con Sirius phiên bản bánh căm thắng đĩa nè, biển Đắk Nông 48F1 13529 nè. Đời 2017 này, máy zin luôn nha. Anh chị đang theo dõi cái video này á thì đây là một cái luồng livestream trực tiếp chứ không phải phát lại. Hiện tại bây giờ là 11 giờ 8 phút nè. Đó, anh chị mà cần có những cái thắc mắc vấn đề nào á, mình cứ chạm vào chuyện trò chuyện nè. Mình có muốn hỏi cái gì ABC xe đó như thế nào á, cứ đặt câu hỏi vào nha. Hoặc là muốn chốt xe thì cũng liên hệ trực tiếp, alo liền luôn. Nếu mà muốn chốt xe thì mình cứ alo liền hai cái số điện thoại em có ghim á, là chốt liền ngay lập tức bây giờ luôn nha anh chị. Sirius này cho em xin cái hiện trạng luôn đi anh. Con này là máy móc nguyên zin nha. À. Con này chưa chạm luôn, con này 2017 đấy. Dạ. Yeah.
dàn ngoài không sơn lại luôn, không thút một cái gì luôn. Rồi. Giá là bao nhiêu anh? Giá để 10.800.000 đi. 10.800.000. Đời 2017 anh chị nha, đời cũng tương đối cũng ổn, ok, khá cao á, mà giá 10.8 nè. 10.800.000. Dạ 10.800.000 mà được là câm đĩa luôn nha anh chị câm mình đĩa. Ha. Máy móc cũng riêng phải không anh? Đúng rồi, máy riêng á. Rồi, ok. Cái máy dòng móc mấy dòng này thì khó mà lô lắm. Dạ. Dòng Gerus này nó bền, nó lì lắm anh em ơi. Rồi. Rồi, còn đây là mâm đĩa luôn nè. Con này mâm đĩa, con này dạ. 2019 chứng minh chủ đầy đủ. Rồi. Cặp tiếng rin này. Biển Nghệ An ha, 37F1 18697. Con này thì nó có một cái lỗi, đó là khách đi tem trời quá thì có thay tem lô nha. Dạ. Em đang đặt bộ tem hãng mà chưa có về nữa, có tem hãng thì em thay tem hãng cho mình. Hình như lô ở trước phải không anh, chứ là sau còn rin nè. Đúng rồi, lô trước thôi. Ở sau là còn rin nè, có tay nhẹ xíu. Chày, cho nên là nếu mình đặt rồi mình thay luôn. Dạ. Giá là bao nhiêu anh? Cái này để với giá trên làm này là xả luôn. 11.9. 11.900.000 luôn. Anh đã giảm, anh đã xả như vậy rồi, nhưng mà nếu anh em mà đến đây muốn giảm, muốn xả nữa, bớt tí xíu nữa được không? Hay là thì nếu mọi người tới thì mình được có thể bớt được cái phí ship đó. Dạ. Rồi. Thì một con xe đó nhưng ship trung bình này cũng 300-500. Dạ. Thì mình cũng có thể bớt được cái đó. Vậy là coi như mấy cái xe giá trên 10 triệu về là bao ship luôn. Đúng rồi, rồi trên 10 triệu là bao ship hết. Nãy giờ quên nhấn mạnh cái vấn đề này ha, cứ trên 10 triệu là bao ship, anh em không cần tốn thêm tiền. Còn nếu anh em đến với cửa hàng là bớt cho mấy trăm, coi như bớt tiền ship cho mọi người hết luôn. Còn đây anh, con này con gì đây? Con này là Kimco nha. Kimco Vitsat. Này đời 2020, biển thành phố, chứng minh chủ đầy đủ. Biển thành phố 59. Con này là xe 50 này. 02232 nha anh chị ha. Xe cho học sinh, mua đang mùa học sinh. Dạ. Lốp trước còn theo xe. Xe ít đi. Rồi. Con này máy móc là im ok không anh? Con này bình hơi yếu tí xíu nha mọi người nha. Thở nó rô đa xong cái nó không tắt chìa khóa. Đó, nổ liền nha mọi người ha. Biển là thành phố 59XA 02232. Giá mình để là bao nhiêu chứ anh? Này để với giá bao nhiêu đây? 8.800.000 đi. Rồi, 8.800.000 cho chiếc Kimco. Cái này phân khối của nó là 110 ha anh? 50cc chứ. À 50 hả? À, đúng rồi, XA mà. Xe học sinh mà. Xin lỗi anh chị nha, XA biển 50 nha. 8.800.000. Thì chuẩn bị cũng vô cái năm học sắp tới nè. Thì anh chị nào có nhu cầu mua xe cho con đi học rồi đó, lựa chọn mấy xe đã qua sử dụng vậy. Sau này mình bán lại nó cũng đỡ nha mọi người ha. Xe mới thì giá nó khá cao. Con này nếu mà ra biển xong xuôi là thằng hai mấy á. Dạ. Và biển thành phố nữa. Dạ đúng rồi, đi biển phố. Chứng minh chủ đầy đủ nha. Rồi. Mình lên phía trên tí xíu nè anh chị. Con Mio Lassico. Con này biển 93H8-6148 nha. Con này cũng là máy êm lướt nha bà con. Dạ. Bánh mâm thắng đĩa. Ừ. Giá sao anh? Này đồng giá với con kia luôn là 8.600.000. 8.600.000. Biển 93H8-6148 nha anh chị ha. Máy móc có làm gì chưa anh? Con này là máy êm rồi, máy làm rồi. Máy êm thôi ha. Đúng rồi. Rồi, mấy con máy im gì mình có hỗ trợ khách bảo hành được không? Vẫn có bảo hành chứ. Máy im thì mình bảo hành 3 tháng thôi. Dạ, máy im và bảo hành là 3 tháng anh chị nha. Còn những cái xe mà dưới 10 triệu như thế này là ship là tiền ship khách phải chịu. Đúng rồi. Dạ, còn trên 10 triệu là cửa hàng bao luôn. Nếu mà lân cận thì mình có thể hỗ trợ thương lượng với nhau cũng được. Dạ. Còn gần xa gần thì khách chịu. Gần thì được. Rồi, kế bên là một chiếc Attila màu trắng, con này biển số 54R1-2168. Biển đẹp nha. Dạ. 68 là sao ta? Như là lộc phát hay sao? Lộc phát phải không? 2168 anh chị ha. Rồi giá mình để là bao nhiêu đó anh? 4.900.000. Dạ, 4.900.000. Mã nhất lộc phát ha. Đúng rồi, mã nhất lộc phát. Rồi. 4.900.000 cái này có FI chưa anh? Không, con này xăng cơ. Dạ, xăng cơ thôi phải không? Còn nổ máy được không? Được chứ. Dạ, nổ luôn cho anh em mình nha. Giống giống anh thấy chìa khóa mở sẵn luôn. Đấy, cứ quên tắt chìa khóa thế thì làm sao mà hết dạ. Được 4.900.000 nha, này là chị em nào thấp thì mua về đi chợ rồi nha. Rồi, 4.900.000 cho chiếc này. Anh chị mà cần quan tâm con kỹ con nào thì cứ comment vào trong đó nha. Rồi, kế bên là chiếc Vespa này đi anh. Vespa biển thành phố nha. Dạ. Dàn ngoài là khách dọn view luôn nha, dọn là hàng new nha. Khách sơn lại là sơn tốt đấy. 59K105304 nha anh chị ha. Con này giá cả là sao anh? Máy êm lướt mình để với giá là 6.600.000. 6.600.000. Ở Vespa nha, Vespa là một cái dạng xe của hạng sang, hãng Piaggio.
mà giá giờ là như thế này là quá ổn luôn rồi. Rồi kế bên là chiếc No 5 đi anh. Rồi No 5 máy móc nguyên zin nha. Dạ. Biển 81 Gia Lai. Con này 81B1 22823 nha. Rồi con này thì hiện trạng như thế nào đây anh? Đây là máy móc nguyên zin. Dạ. Em dàn ngoài chưa đụng chạm luôn. Rồi giá mình để là bao nhiêu? Để là 8,5 triệu. Dạ, 8.500.000 nha mọi người ha. Màu tím, tem bọng rồi là cũng còn zin hết luôn này nha, biển Gia Lai. Rồi còn bên trong anh chiếc Attila màu đỏ. Attila này FI này, biển thành phố. Biển 59 U1 14233 nha mọi người ha. Máy móc rename em nha. Dạ. Này để giá là 6,9 triệu. Dạ, 6.900.000 cho chiếc đó. Mấy cái này vẫn còn bớt lọt lá thương lượng này kia được hết mà phải không anh? Đúng rồi. Nếu mà anh chị anh em mà quan tâm thì liên hệ bên cửa hàng để trao đổi nhau cho nó dễ nha. Rồi tiếp theo giờ mình lên đây tới chiếc Vision màu vàng nè. Vision biển thành phố máy móc nguyên zin. Màu đẹp ghê nha, rất là nổi. Máy là chưa bung chưa mở luôn ha. Đúng rồi. Máy zin. Biển 59C2-23597. Giá mình là bao nhiêu anh? Này mình để 13,8 đi. Dạ, 13.800.000 nha anh chị ha. 13.8 triệu. Thì cái này là bao ship rồi nha bà con. Dạ. Áo dọn lại không một vết chày nha, cái này là bụi thôi. Rồi. Còn đây là chiếc Vision biển 63B5-10481 nha anh chị. Con này máy móc cũng zin luôn này. Dạ. Máy móc cũng zin luôn. Này là Vision cái form đời đầu á mọi người. Đúng rồi. Giá giờ mình để là bao nhiêu anh? Mình để giá 12,8. Dạ, 12.800.000. Mấy cái này là trên 10 triệu hết rồi, nên là có thể là bao ship cho mọi người được hết nha. Rồi, cái bên kia, cái con Noya kìa. Này Noya cũng nguyên zin nha. Nha. Noya biển số là 48 F104622. Cái này form này đời mấy đi anh? Cái này 2011. Dạ, 2011. Về giá mình để là bao nhiêu cho khách hàng này? Giá 10,5 đi. Dạ, 10.500.000 nha anh chị ha. Cái dòng Noya là FI hết nha bà con. Dạ. Nên mình đi là ok rồi. 10.500.000. Không sợ hao xăng. Dàn okay. Ngoài cũng khá là ok. Không chạy sức mấy. Có chạy nhẹ nhẹ thì phải xe cũ bắt buộc phải có chạy rồi. Dạ. Kế bên là một cái chiếc Clit anh chị, biển số Đắk Lắk 47M1487. Biển đẹp nha bà con. Này anh 8, nào 7, ở gần 8. Nhà là mua về là định danh này. Định danh lấy số đẹp 47M1 nha, 48778 số gắn nha, 8778. Mọi người có cái lợi mua biển số đẹp mà gần nhà là bây giờ là về mai mốt là mình định danh gắn xe nào đi cũng được. Dạ. Yeah. Mua một xe mà định danh xong là gắn xe nào đi cũng được hết. Yeah. Giá là giờ mình để là bao nhiêu anh? Này để với giá là 8,8 triệu. Dạ, 8.800.000 nha anh chị ha. Máy móc mình có làm gì chưa? Máy này máy zin luôn nha. Rồi, ok, được cái là máy zin luôn nha anh chị ha. Đây giờ mọi người mình lên phía trên. Con Noya luôn. Con này thì nó mang biển Quảng Ngãi 76E1-13005. Đời mấy anh? Con này mình mới lấy về mình chưa coi. Chìa khóa là còn đủ cả cặp luôn nha. Chìa khóa cả cặp đấy. Chìa khóa chứng minh chủ đầy đủ. Khóa zin luôn ha. Máy nguyên zin. Dạ. Yeah. Con này là đen ánh nha. Dạ. Yeah. Giá cả giờ mình để là bao nhiêu anh? Để 11.500.000. Dạ. Bao ship 11.500.000. Bao ship tận nhà cho anh chị luôn. Còn nếu mà anh chị đến với cửa hàng là giá cả là còn bớt nha. Bạn Nguyễn Ngọc Giàu hỏi là GTR. Như GTR cửa hàng anh thấy là không, mình không có phải không? Không có. Bạn đang hỏi GTR là cái dòng mà Windows nhập khẩu là không có. Rồi cái bên chiếc AB luôn đi anh. Đây AB FI biển thành phố. Máy móc nguyên zin nha. Rồi. Con này là mình dọn view xong bắt đầu là mình đi bọc keo luôn đây. Ừ. Đó là có bọc tem chùm là keo cho trong nha. Yeah. Nguyên con ốc thì máy rin nhưng mà mình có tháo là mình xi lại cho đẹp nè. Đúng rồi, ốc tán rồi là xi là mới càng lại luôn ha. Biển số thành phố 9 nút luôn, vỏ lớp là cũng còn mới và dày lắm. Vỏ này là mới thay nè. Yeah. Mình mới thay cả vỏ sau này, thay cả cặp luôn, mình mới thay cả cặp luôn á. Yeah. Giá giờ mình để sao anh? Này để với giá là 18,8. 18.800.000. Đây là 200 mấy anh? Con này 209. 209 lên form dáng giống như là AB Thái luôn ha. Lên full Thái đó. Dạ. Yeah. 209 lên form dáng giống AB Thái. 209 lên Thái thì nó rất là đẹp anh em. Tại vì 209 cuối 209 FI thì nó mâm 5 cây.
Còn qua 2010 nó là 56 cây rồi, nó đúng đời Thái nên 5 cây nó đẹp hơn. Biển 59D1 53722. Còn bên kia anh con đó? Con này Sang Cơ, bên thành phố luôn, máy móc cũng nguyên rin nha. Dạ. Yeah. Còn đó là Sang Cơ, nói chung là phơm dán dọn là cũng tương tự gần giống nhau vậy đó. Sang Cơ và con đó là biển 52S5 5997. Cũng là dán tem Thái rồi đi đầu đèn giống như đầu đèn xe Thái luôn. Giá mình để là bao nhiêu anh? Con này biển thành phố máy móc nguyên rin, mình để với giá 13 năm. Dạ, 13 triệu 500 ngàn nha anh chị ha, 13 triệu 5. Bên rồi, trong cũng con đó là cũng dọn Thái luôn không anh? Dọn Thái luôn, con này là cũng Sang Cơ nha bà con. Rồi. Thì con này biển 85 này, máy móc là cũng nguyên rin cho bà con này. Dạ. 85B1 49587, máy móc là cũng rin. Con này mình để với giá là 12.8. Dạ, 12 triệu 800 ngàn nha anh chị ha. Tính nha bà con. Dạ. Đó, mọi người mà quan tâm thì cứ trực tiếp liên hệ với mấy cái số điện thoại mà em có ghi trên phần tiêu đề đâu ha. Rồi. Để cho cửa hàng tư vấn. AB đầu bò. Đây còn con hả? Quên nữa. Con này đời mấy anh? Con này đời 2012. Dạ, 2012. Máy móc nguyên zin. Ừ. Biển số 86 nha. Máy móc màu zin, im luôn không anh? Zin em luôn. Nổ cái cho anh chị mình nghe luôn. Bình yếu à. Cho toàn bị bình yếu ta. Dạ. Rồi, ok nha. Con này anh để với giá là 12 năm. Dạ, 12 triệu 500. AB đầu bò thì nó là 110, nhưng được cái là nó có FI rồi nha anh chị mình ha. Giá cả nó cũng rẻ, tiết kiệm xăng. Rồi, ai mà muốn mua đi làm cày bừa mà cần có cốp thì cốp nó mình thấy thương đó cũng rất là rộng. Còn đây chiếc Rider đi anh. Còn Rider này là chính chủ tây đêm nha. Em mua từ mới luôn nha, là 2019. Biển Gia Lai 81H1 19956 ha. Một đời chủ đấy. Dạ. Rồi giá giờ mình để sao? Này em để giá là 27 triệu. Dạ. 27 triệu đồng. Bao sang tên nha. Dạ. Chứ mà xe chính chủ mà, nên là muốn sang tên muốn gì cũng dễ hết anh chị ha. Rồi biển Gia Lai. Còn bên đây là chiếc NPX. Này là cuối 2017, biển Tây Ninh. 125 150 anh. 125. 125 cuối 2017. Mẫu này thì nó hơi bị to hầm hố nhưng mà máy chạy rất là ngon anh em nha. Đầm lắm. Máy Yamaha mà. Bóc lắm. Khóa sẽ mất cây rồi nha. Giá cho mình để là bao nhiêu anh? Để bây giá là 19.9. 19 triệu 900, biển số là Tây Ninh, 70G1 61532, biển số của Hòa Thành Tây Ninh nha. Nếu mà khách hàng muốn ra tên chính chủ thì anh chủ cũng hỗ trợ cho mình luôn. Đúng rồi. Đầy đủ ha. Nếu mà khách hàng nếu mà có nhu cầu muốn nha. Còn cái bên là một chiếc Ly 110, biển 59L1 42015 anh. Con này như thế nào đây? Con này là máy móc nguyên zin này. Dạ. Biển thành phố. Nhà ngoài thì cũng không có dọn chạm gì luôn. Dạ. Con này có hợp đồng ý quyền cũ nha. Dạ. Giá giờ mình để sao? Biển 59 thành phố là 59L1 42015. Thì con này em để với giá là 13 đi. Dạ. 13 năm mà bớt 500 đi, còn 13. Dạ, còn 13 triệu đồng nha anh chị mình ha. 13 triệu. Máy móc là cũng rin phải không ạ? Máy nguyên rin luôn. Dạ, máy rin. Ra ngoài không chạm, không chạm tới luôn. Ra ngoài làm lột keo ra là ok luôn đó. Dạ. Còn bên trong chiếc Iberlus của nó sơn, màu sơn cũng rất là đẹp đó nè, màu xanh trắng đó, biển 86-18 24340. Số cũng khá là đẹp. Dạ. Thì con này là máy rin luôn nè. Dạ. Để giá là 10.8. 10.800. Đúng rồi. Máy móc cũng rin hết luôn. Máy móc rin. Mấy cái máy móc rin là mình bảo hành được hình như 6 tháng đúng không? 6 tháng. Dạ. Còn anh chị ở xa muốn ship thì mấy cái xe dưới 10 triệu về thì hỗ trợ. Con này là bao ship rồi, con này là con đó trên 10 triệu rồi. Còn nếu dưới 10 triệu thì mình chịu phí ship ha. Trên 10 triệu là miễn phí rồi. Mình qua đây tới con này thì khách cọc rồi. À, like là cọc luôn hả? Giờ lên trên lấy chiếc Vision nè anh. Chỉ số Châu Thành Tây Ninh nè. 69146. Này là 2021 nha. Này là phơm mới rồi. Chính chủ xe nhà đi luôn, bọc keo. Dạ. Con này giờ giá mình để sao anh? Xe mới tinh à? Để giá 29 triệu. Con này là bao ký bao đồ cho mọi người lên nha. Nhưng chung mà xe chính chủ mà nên là cũng không có ngại vấn đề mà giấy tờ nha mọi người ha. 70D1 69146. Con này chỉ mới đi có 7.000 thôi. Vision. Đời này đời mấy anh? Đời 2021. Dạ, 2021, khóa thông minh bắt cây, bản cao cấp nha mọi người ha. Rồi. Kế bên là mình qua chiếc Liberty đi anh. Liberty máy móc nguyên rin nha. Biển dạ. 59 thành phố này. Biển là biển đẹp luôn nè. Mãi mãi bốn mùa phát mãi này. Mãi mãi bốn mùa phát mãi hả? 59M1. Biển số là của thành phố Hồ Chí Minh luôn. Con này giờ mình để giá sao anh?
Này em để giá là 11.8. 11.800. Liberty này thì mình thấy là ưu tiên cho những chị em phụ nữ ha. Mấy bạn nữ đồ thì chạy rất là đẹp. Dáng ngồi form dáng sang trọng cực kỳ luôn. Đây là hãng Piaggio, hãng sang mà. Chìa khóa đâu rồi? Nổ cái cho mọi người nghe luôn anh. Biển số Thành phố Hồ Chí Minh anh chị, 5911-2462. Rồi, 11 triệu mấy chứ? 11.800. Dạ, 11.800. Mấy cái xe mà trên 10 triệu về chắc là mình trả góp rồi, ok hết rồi phải không? Đúng rồi. Trên 7 triệu là góp được rồi. Dạ. Từ 7 triệu đó lên là bắt đầu là trả góp được rồi nha mọi người ha. Rồi. Con này mình qua con kế bên. Con này màu đen phải không ta? Đen bóng. Đen bóng, xanh đen. Con này là có ABS nha. Đây là đời 2015 này ABS. Xanh đen, xanh rêu đen rất là đẹp. Biển 61 Bình Dương. Dạ. 61C1. 57410 nè. Con này là có ABS, đời mấy à? Máy móc nguyên zin luôn nha. Dạ. Này em để với giá là 18.8. Dạ, 18.800. Cái này đời mấy vậy? Con này đời 2015. Dạ, 2015 nha, 18.800. ABS đầy đủ nha anh chị mình nha. Còn bên kia là chiếc Liberty luôn, 3VE 2012 nha, dạ. 60 Đồng Nai. Con này miếng đẹp luôn nè. 17686 số tiến phải không? Đúng rồi. 7686. Cặp tiến. Dạ. 7686 đó. Dạ. Rồi, cho em xin giá cả. Giá là 10.8 luôn. Dạ. 10.800 luôn. Anh chị các bạn mình lưu ý nha, giá cả mà trên 10 triệu như thế này là cửa hàng hỗ trợ ship rồi cho mình hết rồi. Còn nếu anh chị đến cửa hàng là còn bớt còn giảm nữa nha. Rồi, giờ mình trở ra cái chiếc mấy chiếc Winner nha. Mấy cái dòng con tay nè mọi người. Rồi, con này giờ thì mình để bao nhiêu đây? Con này máy êm bao lướt nha. Dạ. Bên ngoài là có dọn view lại rồi nè. Có vô cái cây phục bình dầu ở phía sau chống đổ nè. Biển Cà Mau 69K1-20554. Vỏ lớp là có thay cả trước và sau, nói chung là còn dày đẹp ok. Tem bọng là có dán mới nè. Máy có làm cái gì không ạ? Máy êm, máy lướt rồi. Máy êm. Ủa, tắt máy khẩn cấp á hả? Máy im nha anh em ha. Ở cửa hàng bao là bao máy im thôi. Giá mình để là bao nhiêu anh? Này mình để với giá 14.9 đi. Dạ, 14.900. Đó. Winner 150, giờ giá chỉ có 14 triệu mấy rồi mọi người ha. Ngang giá con quay. Dạ. Dòng này chạy phải sướng hơn quay nhiều rồi, 150 mà. Cái bên là chiếc Winner X phiên bản thắng thường. Này đời 2020 nha. Biển Sóc Trăng 83E1-28227. Vỏ lớp là ở phía sau là còn được, ở trước có mòn xíu. Giá con này mình để nhiêu anh? Này để với giá là xả luôn, 18.9. Dạ, 18.900. Rồi, ok. Máy móc và chắc chắn là phải riêng rồi mà. Chứ mấy cái này đời cao quá trời vậy mà đâu có thể nào mà làm được đâu. Rồi, cái bên là con Atra 50, con đó là có sơn nhão, nói chung là có ánh đèn với ánh nắng là đẹp lắm nha. Bánh mâm được đen sơn. Kín này. Dọn lại rồi. Thì con này em đang có dự kiến là em sẽ sơn trắng lại. Yeah. Sơn trắng đỏ đen ngày xưa ấy. Dạ. Yeah. Cái bên này là khách cũng dọn theo cà vẹt nhưng mà dọn không có đúng. Đó là trắng đỏ đen thì có đủ trên xe á. Yeah. Dạ. Nhưng mà không đúng luật. Con này em tính dọn lại. Mã số là của Tây Ninh, 70H1-34193. Máy móc là có làm không anh? Máy móc nguyên zin nha. Rồi, chỉ có dàn ngoài dọn đẹp vậy thôi chứ máy móc là zin. Đúng rồi. Thì con này em xả luôn, giá chưa dọn nha. Dạ. Yeah. Là 17.800. 17.800. Chứng minh chủ đầy đủ nha. Dạ. Yeah. 150 máy zin giờ chỉ có 17 triệu rồi. Anh em mình thấy là quá ổn rồi đúng không? 18 là bao ship rồi. Dạ. Yeah. Tiếp theo giờ mình lên đây tới chiếc Exciter, con này là có sơn, dán tem mới rồi, rất đẹp nha. Nói chung là con này được dọn nhà áo ngoài, cực đẹp luôn, màu nhám nữa. Con này là bản Limited nha. Dạ. Xe order chuẩn, ít đi nè, xe mới đi có 25 ngàn thôi. Giá cả giờ mình để sao anh? Con này em để với giá là 20.500. 20.500, chỗ trước chỗ sau là còn rất là mới anh em nha. Mua về chạy thôi, không có tốn tiền ba cái lặt vặt đó. Rồi, 20.500. Cái này nếu mà trả góp anh thì mình làm hồ sơ có phải trả trước không anh?
Nếu mà hồ sơ điều kiện khách ok không phải trả trước đâu. Dạ. Không có nợ xấu, không có nợ rễ, nợ chậm gì đâu á. Hồ sơ sạch đẹp thì không trả trước được ha. Máy là được zin luôn phải không anh? Đúng rồi, máy nguyên zin. Nó dạng áo là sơn nhám rồi mọi người ha, sơn nhám dán tem lên. Rồi. Bên đây là con Windows V1, em thấy là có vô thêm cái thẻ từ chống trộm nữa nè. Bên này mang biển Đồng Tháp 66X1 31999. Này số đẹp luôn này. Dạ. Con này là chứng minh chủ chính chủ luôn này. Yêu cầu ký được này. Dạ. Giờ mình để nhiêu anh? Này em xả luôn là 20,5. Dạ. Máy móc nguyên zin nha. 20.500.000. Máy móc riêng. Ốc tán là còn tương đối ok anh em, nếu đâu có bị đèn là bị cháy đâu, cũng còn tương đối sáng á, vỏ lốp cũng còn được dài. Máy này bảo hành 6 tháng được phải không anh? Này bảo hành 1 năm. À 1 năm luôn. Đó, chạy review nha. Rồi mình bán là mình có trao đổi hay bao quay đầu gì với khách hàng không? Có chứ, bao quay đầu. Dạ. Hỗ trợ đổi xe. Dạ. Giao lưu xe. Rồi. Bù qua bù lại được hết. Ok anh. Kế bên đi, cái con Exciter màu đỏ đen. Con đó biển Kiên Giang 68 nha anh chị ha, 68. 68 chứng minh chủ đầy đủ nè. Dạ. Con này máy êm nha. Máy êm. Từ 2016. 68D1 33529. Rồi. Mấy cái xe này mà tầm cao cao tiền giờ, nếu mà anh chị anh em khách hàng mà muốn ra tên chính chủ được á thì cứ liên hệ trực tiếp với lại anh chủ cửa hàng nha. Số điện thoại có để trên màn hình. Con này nó có lên lốp lớn này. Dạ. Lên xe bánh 140 ha anh. Thì hôm nay con này mình xả luôn. À. 18 năm mà dạ. Mình xả xuống còn giảm hẳn 1,5 triệu luôn. Còn 17 7 triệu thôi. 17. Dạ, thì giờ còn 17. Còn 17 triệu. Dạ. Này có lên chống đổ này, lên dàn ốc kiển này. Dàn cái thùng ở phía trước nữa ha. Rồi, anh em quan tâm thì liên hệ với cửa hàng nha. Số điện thoại thì em cũng có ghi rất là rõ trên màn hình rồi. 03 0379655 665 665 479 nha mọi người ha. Rồi, rồi đây tới chiếc lá cây cầu này là nãy đầu clip anh em mình có quay rồi đó. Nhờ anh cũng báo giá sơ lại thôi. Con này là 8,6 triệu nha. Dạ 8,6 triệu. Còn là chiếc quay RS bên này anh. Con này báo giá lại đi. Dạ. Này xả luôn 4,9 triệu. Dạ 4,900,000. Biển số Đồng Tháp 66N7 9168. 4,900,000 thôi nha. Phiên bản này là bánh mâm luôn. Lốc và thay để của ít của em nè. À, nếu mà đúng xe của em cũng rất là ngon anh em nha. Ít của em thì gì nó cũng là xe hãng đó. Rồi còn cái bên là chiếc No 4 đi anh. No 4 mấy em. Dạ. Nồi có kêu nhẹ nha. Dạ. Biển Tiền Giang 63 63B6 08 34. Con này mình để là nhiêu? 3,5 triệu. Dạ. 3,500,000 anh em nha. 3,5 triệu. Con này thì các anh cái chú nào đi làm hồ công trình đâu á thì lựa chọn mấy con này ha, dùng mưa dùng nắng vô tư sẽ nhật nữa. Rồi 3,500,000 cho chiếc No 4. Còn bên đây là chiếc quay đít này, anh cầm thăng đĩa nha. Quay đợt đít của Honda, bên ngoài thì cũng tương đối thôi, cầm này, đĩa máy rin này. Dạ. Nhiêu anh? Này em để giá là 7,9 triệu. 7,900,000. Vỏ trước vỏ sau cũng còn được được anh em nha. Biển 36 Thanh Hóa 4255. Rồi mua về đi làm cày bừa nha. Mấy cái dòng quay Honda này máy nó bền lắm anh em ơi. Nó bền với lại nó tiết kiệm xăng, hợp để làm như trâu cài cho mình vậy đó. Và đó. Còn đây chiếc Angela mà này là xe 100 đúng không anh? Xe này 110. 110, Angela 110. Máy móc là nguyên zin luôn đấy. Dạ. Đàn chân còn khá là sạch sẽ. Rồi. Giờ mình để bao nhiêu đây? Này em xả luôn. Tại vì con này là để lâu rồi. Chắc cái dòng này thì cũng bán cho nữ thôi chứ nam mà cũng ít chạy á. Dạ. Xả luôn. Còn 5,9 triệu. 5,900,000. Cái mẫu này nó rất là bền anh em nha. Thay vì mua Trung Quốc thì cái mẫu này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Rất là bền nha. Của SOM. Đúng chính hãng luôn. SOM nó cũng là hãng á nha. Dạ. Trung Quốc nhưng mà phụ tùng của Nhật ấy. Rồi coi như nãy giờ anh em mình cũng quay hết tất cả những cái dòng xe ở bên đây đúng không? Ở đây Ly với lại Rande nè. Ly 2017 chính chủ. Biển Thừa Thiên Huế nha. 75. Giá sao anh? Này để giá là 21,5. Dạ, 21,500. Máy móc nguyên zin, dàn ngoài không đụng chạm gì luôn. Máy này bảo hành 6 tháng hay 5 anh? Cái này bảo hành 1 năm luôn. 1 năm luôn, không có sợ ha. Máy móc mà mấy xe Honda đều mới lắm mà. Đấy, biển 123 mà 223. Dạ. Tiếp, rồi, Grander. Grander này biển ở đâu đây anh? Cái này biển 77. Bình Định.
Bình Định Phú Mỹ nha, huyện Phú Mỹ nha. À, màu xanh rêu. Này có dọn lại dàn mưa ra ngoài này. Cũng đẹp ghê anh em ha, màu xanh rêu, dọn cũng ngầu lắm. À, mấy cái bóng xi nhan là có dán đề can sấm khối đâu đó, nhìn đã lắm, nhìn ngầu xe lắm. 77D1 25013. Bao nhiêu anh? Đây để với giá 17.9 triệu. À. Máy móc nguyên zin nha bà con. Hồ sơ sạch đẹp là góp là không trả trước là vô tư mấy dòng này nha. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì cứ trực tiếp liên hệ hai số điện thoại có để trên tiêu đề cũng như trên cái phần trò chuyện trực tiếp đó anh em. Rồi anh em mình vô trong lại đi. Giờ cũng nhờ anh chủ chắc là cũng nhắc lại cho khách hàng mình biết về những cái địa chỉ rồi mấy cái cách thức cơ bản trả góp rồi anh, để cho anh em mình nắm rõ lại. Thì bên em là hỗ trợ ship toàn quốc luôn, còn bao ship xe trên 10 triệu các khu vực lân cận miền Tây. Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, đấy, Tây Ninh, đấy, em bao ship xe trên 10 triệu và tất cả xe dưới 10 triệu vẫn hỗ trợ ship nha. Nhưng mà khi mà bà con chịu ship đó, còn khi khách góp thì mọi người chỉ cần là không nợ xấu trên 20 tuổi. Nếu mà căn cước công dân thì chỉ cần mình căn cước công dân thôi. Nếu mà ai mà lỡ mà bận chưa đổi được căn cước thì chỉ cần chứng minh và phải kèm theo hộ khẩu nha. Đó. Còn vấn đề là bảo hành thì tất cả các dòng xe hãng sẽ bảo hành về máy từ 2 tháng, 3 tháng đến 1-2 năm tùy theo xe và giá trị xe. Rồi có ship xe ha, có hỗ trợ ship xe nè, ra tên chính chủ nè. Có mua bán trao đổi quay đầu là có đầy đủ hết cho anh chị luôn. Đó, thì anh chị nào mà trong quá trình quay mà anh em mình chưa đề cập kỹ rõ cái dòng xe nào hay là vấn đề nào mà mình còn thắc mắc á, cứ liên hệ với hai cái số điện thoại trên màn hình ha, để cho anh chủ có thể tư vấn anh em mình rõ ràng hơn, hoặc là chụp hình quay chi tiết ở bên cái phần Zalo á, tại vì hai số đó đều có Zalo hết nha anh chị ha. Đúng rồi. Rồi anh có chia sẻ vấn đề nào thêm với anh chị khách hàng không? Rồi anh em mọi người cứ quan tâm xe nào thì cứ kết bạn Zalo số màn hình rồi gọi trực tiếp test xe hoặc là chụp hình quay video gì em làm hết ha. Rồi ok thì ha. Cũng cảm ơn bà con đã theo dõi trong buổi live thì cũng cảm ơn Ngố đã ghé qua cửa hàng. Rất mong được bà con tin tưởng ủng hộ em trong thời gian tới nha. Em xin chào. Cảm ơn anh chị các bạn cô chú rất là nhiều nha. Anh em xin chào mọi người.